ngày mùng 8 tháng 10, thứ bảy tuần 27 thường niên. Phúc cho già đã cưu mang thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho già đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Cưu mang và sinh Chúa Giêsu ra cho đời. Phúc cho già đã cưu mang thầy. Nghe Chúa Giêsu giảng dạy khôn ngoan và thấy Chúa Giêsu làm nhiều việc lạ lùng để cứu chữa con người nhiều đau khổ, có người cất tiếng ca tụng: Phúc cho già đã cưu mang thầy. Quả thực, mẹ Maria rất xứng đáng với lời ca tụng, vì mẹ được diễm phúc Thiên Chúa ở cùng, được cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu cho đời. Thế nhưng Chúa Giêsu lại nói: Những ai nghe lời và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Thoạt nghe tưởng đâu Chúa Giêsu phủ nhận hồng phúc của mẹ, nhưng không phải vậy, mà ngược lại, người không chỉ đang ca tụng mẹ mình mà còn mong muốn mọi người noi gương mẹ, lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa để được hạnh phúc. Vâng, nghe và giữ lời Thiên Chúa thì hẳn là có người. Nhưng nghe và giữ lời Thiên Chúa cách trọn vẹn, cách hoàn hảo như mẹ thì hẳn là không có. Vậy thì nào có ai có phúc hơn mẹ của người nữa đâu? Mẹ Maria là người có phúc nhất. Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, nghe và giữ lời người, nghe và thực hành lời người dạy, nghĩa là không chỉ đón nhận người vào lòng dạ mình, vào căn nhà tâm hồn mình, mà còn phải sinh Chúa Giêsu ra cho cuộc đời, để cuộc đời cũng được hồng phúc cứu độ. Chị bán rau, anh bán quần áo cũ, cô bé bán vé số, bà cụ nghèo ở góc phố, người khuyết tật ruồi rong hết mùa hành khất kia, nữ tu hội dòng của mẹ Teresa Calcutta kia đang sinh Chúa Giêsu cho cuộc đời qua cách sống tin mừng Chúa Giêsu, sống khó nghèo khiêm hạ, sống công chính, yêu thương, hòa nhã, và nhất là sống bẻ bánh đời mình ra mà nuôi sống mọi người. Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết lắng nghe lời Chúa, biết sống lời Chúa dạy giữa đời thường, để mọi người có thể nhìn thấy tin mừng Chúa Giêsu đích thực là chân lý cứu rỗi. Amen. Thắng mần côi lại về, khắp nơi đang rộn vang lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mân côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy mẹ Maria, xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, nặng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn mẹ, kính dâng lên mẹ mọi thành viên gia đình với niềm tin rằng mẹ luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ. Mẹ yêu thương khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen.
xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con rất xinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi.